Bản cập nhật sẽ ra mắt trong tuần này theo từng giai đoạn đối với nhiều dòng điện thoại Android. Việc chuyển đổi sang Android 12 là một giai đoạn khó khăn, bao gồm các bản cập nhật bị rút và thỉnh thoảng gặp lỗi. Tuy nhiên, số lượng vấn đề mà chúng tôi đã thấy đối với các thiết bị Pixel 6 và Pixel 6 Pro hàng đầu của Google đã gây ngạc nhiên. Hôm nay, Google đã công bố bản cập nhật tháng 5 năm 2022 cho các thiết bị Pixel sẽ bắt đầu được tung ra. Nó khắc phục sự cố mà mọi người nhận thấy trên điện thoại Pixel 6 sau bản cập nhật tháng 3. Trong đó dùng cho các thông báo đột nhiên yếu hơn nhiều. Hai bản sửa lỗi áp dụng cho tất cả các thiết bị Pixel từ Pixel 3A đến 6. Giải quyết các sự cố có thể khiến màn hình hoạt động mà không có sự tương tác và sự cố có thể làm hỏng trình khởi chạy, nhưng một dòng chỉ dành cho Pixel 6 và Pixel 6 Pro. Khi chúng tôi viết về sự thay đổi, nhiều người cho biết họ thực sự thích các thông báo yếu hơn, nhưng không có sự thừa nhận từ Google theo các chủ đề trên Reddit và diễn đàn hỗ trợ của nó. Chúng tôi không chắc liệu đó có phải là một thay đổi có chủ ý hay không hay một lỗi. Tôi có thể xác nhận rằng trên Pixel 6 của mình, sau khi cài đặt bản cập nhật, độ dung khi đặt ở mức tối đa sẽ mạnh hơn nhiều so với trước đây. Bây giờ bạn sẽ có thể điều chỉnh cường độ theo ý thích của mình trong menu cài đặt dựa trên sở thích của riêng bạn. Theo Google, bản cập nhật Pixel tháng 5 năm 2022 sẽ tiếp tục được tung ra trong tuần tới theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, bạn có thể tải nó vào thiết bị của mình theo cách thủ công bằng cách sử dụng công cụ Android Flash dựa trên web như được mô tả tại đây hoặc từ dấu nhắc lệnh. Tất nhiên, các bước đó chỉ nên được thực hiện nếu bạn sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro đối với thiết bị của mình và nếu bạn không vội vàng, thì bạn có thể muốn chờ xem liệu có ai phát hiện ra sự cố với thiết bị mới nhất này không. Cập nhật, những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.